Hello các bạn. Hello mọi người, hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ mình nè. Hoa ngày cưới đẹp không? Và buổi sáng này mình đang đi ăn sáng chung với cả gia đình. Đó, đây là khu Nam Long nha các bạn. Này là siêu thị Vinmart. Cái đường đi tới. Là có nguyên cái sân rộng. Buổi tối hay chơi patin ở này nè. À, trường học của mình ở đây luôn nè. Đó là trường học ngày xưa lớp lá của mình học á. Tới quán rồi, tới quán. Quán chai 78 Trần Trọng Cung. Các bạn nhớ nha, 78 Trần Trọng Cung. Trường học của mình là số 94. Và đây là hai chị em mình. Sáng nay mặc hai cái áo hết đi, rất là dễ thương. Áo cặp nha, cưng cưng cưng. Đẹp đẹp. Rồi, vô quán thôi, vô quán thôi. Rồi. À, mình kêu ba tô hủ tiếu khô nha, ngon lắm. Đây. Rồi. Mình nhìn chiếc lá rụng rơi theo gọi nguồn. Trời đất ơi. Đây đây là chị Hai, đây là chị Hai của mình đó. Nè. Nhìn sao chị ăn mà thấy đứt ruột cô. Sao chị từ bữa tới giờ á, chị Hai của mình á là rồng chị á, từ bữa tới giờ mới được đi ăn á. Tại bữa giờ ở nhà không, sáng học online. Nhưng mà hôm nay á chị cũng phải đi ăn thiệt là lẹ để về còn học online. Hôm nay chị có bữa học online Abad Leader. À bây giờ mình đang pha nước chấm. Nước chấm. Đó mình mới bỏ vô là sa tế đúng không? Rồi mình sẽ làm cho mình á. À để mình nói cho. Ở đây á, khi mà nè, cái quán ăn rất là rộng rãi, rất là sạch sẽ nha. À, khi mình tới một cái là sẽ có nước đá. Nó rau ra nè, rau tươi lắm. Mà có hai loại là salad và rau gì chị quên mất tiêu rồi ta. Rau quế ăn như kiểu ăn phở, có đủ nói món hết nha. Vì bánh canh rồi hoành thánh rồi bún bò rồi hủ tiếu, mà nhà mình thường xuyên là ăn hủ tiếu khô rất là ngon. Đó, nước chấm ngon chưa các bạn? Mình làm đó. Nước chấm nó bao gồm là sa tế, cái gì ta, ớt đen. Ở không phải tương ớt đen đó. Rồi bây giờ mình làm nè. Ớt đỏ, rồi bánh canh. Rồi đó, rồi đó chị ăn rồi. Trời ơi, mình nhìn chị ăn mà mình thèm lắm luôn đó các bạn. Đây là gelato mà chính ông chủ làm luôn. Bởi vì cả nhà mình á phải nói là chú ơi chú làm lẹ đi, vì bé này nó phải ăn xong nữa, nó còn về nó còn học nữa. Là rồi xong. Ăn xong rồi. Và chưa, đoạn này là chưa. Đoạn này là rồng chị đang ăn và đợi lâu quá, cho nên là cha mình và mình á rủ nhau qua Circle K đối diện. Rồi mua hai chai ly nước, trời ơi nó ngon lắm. Mà qua đó lựa mà lựa lâu lắm. Đây 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 đây, để giới thiệu cho các bạn. Nè mình sẽ có một miếng hoành thánh chiên ngon lắm nha. Ngon lắm, trong đó có đậu xanh. Nè, cái tô của mình gồm có chả chả mà theo kiểu là gì ta? Đậu hũ kỳ, rồi cái sợi hủ tiếu ngon lắm, và đặc biệt là giá, đây là giá tự trồng. Đó, có rau bắp cải nữa. Trộn vừa ăn lắm mà rất là ngon, có đậu phộng nữa. Nếu các bạn rồi, thích thì đây mầm đó, nước chấm lúc nãy mình pha sẵn, mình trộn vô. Mới chị được miếng, chị được miếng. Ngon lắm, mọi người ăn thử đi. Nhìn mà chảy nước miếng lắm nào các bạn. Đó, nếu ăn cay được. Mà cái này cũng không cay lắm đâu, các bạn cho tương ớt vào trộn đều lên. Cực kỳ ngon, ngon hết sảy con bà Mỹ luôn. Mình ăn ớt được, mình ăn tương ớt được luôn. À, cái bạn đang nói đó là mới có 6 tuổi thôi, bạn ăn tương ớt ngon luôn. À, rau của mình đã lặt ra rồi. Nếu mình không thích lặt rau, mình thích ăn theo kiểu Hàn Quốc, mình để nguyên cái lá salad, xong mình trộn đều, xong mình bỏ vô mình cuộn, rồi mình bỏ vô trong miệng mình nhét nhai 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 y chang. Ui, như ăn BBQ rồi vậy. Bây giờ mình ăn thì các bạn chú ơi. Đó, ngon quá. Đây. Đây, đó. Rồi, anh chồng cái đoạn này rồi. À, đúng rồi. À, cái đoạn này là mẹ của mình để camera. Camera lén mình ăn, mình đâu có biết đâu. Không, mình biết đó, tại vì mình là biết đó, mình nhìn vô camera quá trời luôn. Cái xong lúc đó là mình cần nói chuyện chị mình để chào tạm biệt á. À, để mà về đi học á hả? Mình ăn ngon lắm nha. Có mẹ mình đang làm thử cúng một ít vô lá quế đó. Tại nãy mẹ mình quên cái vụ mà phải giới thiệu cho mọi người rằng để nguyên cái lá salad để mà cuốn vào giống như BBQ mà cuốn thịt nướng vậy đó. Còn giờ mình cuốn hủ tiếu chan như Hàn Quốc luôn. Ngon lắm đó, đó thấy không? Bạn. Bánh hoành thánh. Cái rìa của nó rất là giòn, mình có thể bóp cái rìa của nó trộn chung vô trong hủ tiếu. Rồi còn hoành thánh thì mình có thể chấm vô cái nước chấm. Cái nước chấm mình có thể đủ các cách pha. Mình không thích ăn sa tế thì mình chỉ pha tương ớt, rồi với lại tương đen, với lại ớt tươi và chanh. Rồi các bạn ơi, trời ơi biết sao không, chắc bây giờ là mình ăn là nó ngon sảng khoái luôn.
bạn uống nào đến một lần nè. Nước nữa. Đúng rồi, nước có hai loại. Nếu con nít đến thì người ta sẽ đưa nước nước lọc không thôi. Mình còn có nước trà đá nữa. Trà đá. Cái người mà thấy một cái bóng nhỏ đó là cha của mình, anh chàng cao 2 mét đang ngồi đó. Và nhà mình rất là thích ăn chay. Thường vào những buổi sáng cuối tuần thì cả nhà mình đến đây ăn chay. Thành như là 30 ngàn một tô thì phải. Rồi các bạn ơi, mẹ mình hồi nãy các bạn thấy gì chưa? Mẹ mình mới nói là mẹ mình mới cầm cái tô xớt cái bún cho cha mình đó. À, đó là phần của rồng chỉ á. Rồng chỉ ăn không hết nhưng mà phải vội vàng để mà về đó. Về để mà kịp học. Tức là một hồi á, là rồng chị ăn xong rồi thì cha của mình sẽ đưa rồng chị về nhà học online. Học online anh Văn. Trời ơi, rồng ai mà gạt cái để cái đôi đũa trước mặt camera của mình vô duyên quá. Trời đất ơi, vô duyên thật. Rồi bây giờ lấy nó ra rồi đó. Ừ, hết vô duyên rồi đó. Đó, mình ăn ngon chưa? Uống thêm miếng trà nữa. Quá ngon luôn. Lem. Ngon lắm mọi người à. Không phải ăn mặn, ăn có nhiều thịt cá gì đó thì sẽ ngon đâu. Nhà mình hay thích ăn chay lắm. Đó, trời ơi, xịt vô. Đó, mình lấy cái bánh thứ hai của rồi, mình ăn rồi đó. Thấy cái chỗ này trống không? Rồi, anh chàng cao 2 mét đã đưa cô nàng rồng chị về học rồi đó. Và bây giờ chỉ còn mẹ và mình ngồi đây thôi. Và mẹ mình đang giới thiệu đó. Rồi, bây giờ và đi về ăn xong các bạn. Rồi. Nguyên cái khu này rất là thoáng, cái lề rất là rộng nha. Và bên này là cha mình đang kêu tính tiền. Hình như là ba tô hủ tiếu khô với lại hai cái bánh lúc nãy cha kêu thêm á, tổng cộng là 110 ngàn. Không biết nhiêu ngàn tô luôn. Hình như bên kia có đang khai trương cái gì đó, không biết nữa. Các bạn bữa trước mình lộn xe các bạn. Trời ơi, bên này cũng có bán nước mà nãy mình qua Circle K. Hủ tiếu chai số 78 gì kia nha. À, 78 Trần Nhung Cưng. À, bây giờ mình đã về đến nhà rồi. Cái mà mình mới quay lúc nãy là chè cho nước. À, vì hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ mình 10 năm. Nên là mẹ mình cũng mua chè về cúng ông địa. Này là chè đậu ván. Mình rất là thích, chắc cũng cỡ 20 năm rồi chưa ăn. Cái chè mà hai cái tròn tròn á là cái chè đó. Chè đó, mình đang coi TV. Các bạn mình đang coi TV. Ở đây là một cái review game, một cái review game gì đó. Trời ơi, coi TV này là mình thích lắm. Cô này chắc ăn gian nha các bạn. Các bạn có ai coi cái này không? Wow, và hôm nay á, mẹ mình làm một cái món đó là cái gì ta? Bít tết bò. Nhưng mà mẹ mình lại không ăn với bánh mì. À, mẹ mình mới đốt nhang cũng không địa đó. Bữa trước ông Bị làm rồi, cho mình bớt nè, ngon bớt đó. Xương đi á các bạn. Đó, và xào với đậu que. Và ăn thơm cho nó mềm. Miếng thơm, bò để nguyên tươi luôn á nha mọi người. Thơm á là biết sao các bạn. Trời ơi, nó sạch lưỡi lắm. Ừ.